Con còn trẻ quá, năm 2000. Bây giờ con muốn lấy chồng khoảng năm nào? Dạ, nếu mà quen và tìm hiểu nhau thì có thể là 6 tháng đến 1 năm. Trời đất. Trời đất. Lấy chồng sớm vô vậy con hả? Cô Lan chỉ nè, bây giờ mình cứ quen đi, cứ yêu đi, chơi bời đi. Xong rồi mình có lấy chồng cũng được, nhưng mà mình từ từ mình đẻ. Đừng có đẻ sớm quá nha. Thế là con phải tận hưởng cái thanh xuân cho nó đã. Trời ơi, nó nhỏ quá tội nghiệp. Ừ, chứ đừng có đẻ liền, hiểu không? Trời ơi, mày thức đêm thức hôm rồi mày chăm con nữa đó mày mới thấy xì chết. Mày thức đêm thức hôm rồi mày chăm con nữa đó mày mới thấy xì chết. Anh có chịu em về làm dâu không? Mình sẽ lập nghiệp ở đâu? Ở thành phố hay là ở dưới quê? Ừ, làm dâu hay không thì phải hỏi mẹ chứ. Mình đã làm cho được với một thằng đàn ông thì mình việc đầu tiên là phải có tổ ấm. Tổ ấm là bắt buộc phải có người phụ nữ bên cạnh. Còn nếu mà em theo anh thì ok, mọi thứ sẽ ổn hết. Nó đúng hơn là về đen lo đó. Nó đúng hơn là về đen lo đó. Thấy không? Thấy bạn Linh đang học không? Gà Lăng không? Nhưng mà gần... Linh và cô Ngọc Lan ạ. Con tên là Trần Thị Hồng Hoa, năm nay con 22 tuổi và con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi, trẻ quá. Tuy hiện tại con trẻ nhưng mà con vẫn có mục tiêu là tìm kiếm cho mình một người bạn đời phù hợp với mình. Con nói cho cô nghe coi con cầm trên tay là cái gì? Logo nói về độc thân vui tính cô là dính. Độc thân vui tính cô là dính. Mời nhà trai. Chào chú Quyền Linh và cô Ngọc Lan và các vị khán giả trong trường quay. Tên là Đào Khảo Bắc, 21 tuổi. Lan là kỹ thuật của một công ty máy bay không người lái. Tức máy bay điều khiển hả? Vâng, máy bay phục vụ nông nghiệp, phun thuốc trừ sâu vậy. Hay quá. Giỏi, là một kỹ sư sửa chữa đó hả? Điều khiển luôn hả? Vâng. Ủa Bắc là quê đâu? Quê Đồng Tháp. Đồng Tháp bây giờ làm việc ở đâu? Làm việc tại Long An. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì ha Bắc? Nói chung là tự tin. Tự tin về cái việc mình làm. Tốt. Tự tin và đặt ra mục đích của mình sẽ làm được. Vâng. Về cái nhược điểm á. Nhược điểm thì nói chung là cũng khá nhiều. Thứ nhất là không có gọi là gọn gàng. Đôi lúc là con trai thì tất nhiên sẽ hơi dơ một xíu. Kiểu nói dơ vậy thôi, nhưng mà không được nói chung là gọn gàng tương tác như mấy bạn nữ mình hay chuẩn bị. Mời nhà gái. Nhà gái của chúng ta có ưu điểm gì nè? Ưu điểm của con là chịu khó, chăm chỉ, tính cách thì dễ thương, hiền, hay thích làm mọi người cười, biết nấu ăn, biết làm việc nhà. Còn khuyết điểm của con? Con nhạy cảm. Và dễ bị tổn thương khi mà bị người ta nói những điều không hay về mình á. Tính con cũng có lúc hay quên, không tập trung trong những cái trường hợp mà mình căng thẳng lo lắng á. Bạn nữ ơi, bạn tên gì mình quên mất rồi. Mình tên là Hồng Hoa nha bạn. Hồng Hoa nha bạn. Hồng Hoa tên đẹp lắm á. Đồng Tháp con có làng hoa Sa Đéc đó. Đúng rồi, Đồng Tháp về cắm thêm ở làng hoa Sa Đéc nữa là tuyệt vời. Hồng hoa, hoa hồng đều đẹp hết ha. Đường tình duyên của Bắc thế nào rồi? Con đã trải qua hai mối tình. Hai mối hả? Một cái đơn phương. Thì hai mối tình thì đầu tiên thì bắt đầu hồi năm nhất. Năm nhất là yêu rồi. Vâng. Yêu bao lâu? Yêu khoảng một năm. Một năm. Rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì chỉ vài tháng. Thôi, còn trẻ mà. Chắc đó cũng chỉ là một cái trải nghiệm trong tình yêu thôi. Rồi, bên này mình đang sinh viên nè, mình có yêu ai bao giờ chưa? Dạ, từ thời cấp 3 thì con có quen một bạn nam, bạn đó bằng tuổi con. Nhưng mà hai đứa quen nhau được có 2 tháng thôi thì không hợp, cho nên là đừng ai ấy đi. Giờ từ đó tới nay là có quen ai nữa không? Dạ từ đó đến nay là toàn yêu thầm thôi chứ không có quen ai hết. Cà rút được đó hả? Dạ, crush. Dạ là mong muốn có một người bạn trai như thế nào? Dạ hiện tại thì con muốn một người bạn trai mà có thể thương yêu mình, trung thủy, nhiệt tình, tốt bụng, nói chung là giỏi, có đạo đức, đơn giản thôi. Dạ con không thích cái gì? Con dạ. Không thích đàn ông điểm nào? Tứ Đỗ Tường, gia trưởng, vũ phu. Ở dơ con không thích. Ở dơ khó à? Ở dơ khó à? Bên đây có ở dơ đó. Bên đây có chút ở dơ đó. Nhưng mà hai lẻ mấy con còn trải nghiệm nhiều nên con sẽ còn nhiều cái không thích lắm. Chào chàng trai. Vâng, chào. Bên kia tao không có thích ở dơ đó. Thì con đàn ông thì xí xóa được. Hơi bê bối xíu đúng không? Vâng. Nhưng mà mình có thay đổi được không? Chứ ở dơ không ai ở chung đâu. Chắc chắn là ở chung thì phải thay đổi rồi. Hứa nha. Vâng, hứa. Cô gái bên đây còn rất là trẻ nhưng mà cũng mong muốn cao chút xíu đó. Con còn trẻ quá, năm 2000. Bây giờ con muốn lấy chồng khoảng năm nào? Dạ, nếu mà quen và tìm hiểu nhau thì có thể là 6 tháng đến 1 năm. Trời đất. Trời đất.
lấy chồng sớm như vậy con hả? Con muốn lấy chồng sớm là tại vì con nghĩ là khi mà mình già yếu rồi á, mà con mình còn quá nhỏ thì mình không còn đủ sức để lo cho con nữa là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi đó thì gia đình sẽ khổ thì con phải ra đời sớm chẳng hạn. Mình không có lo về cái đó nhiều nhưng mà cái quan điểm sống của mình là muốn lấy chồng sớm thôi. Thực ra bạn này nói rất đúng nha mọi người. Lấy chồng sớm, sanh con sớm nó có những cái điều lợi sau đây. Khi con mình lớn, mình vẫn còn trẻ, mình vẫn còn sức để chăm cho con. Khi mà mình ngồi xuôi đó quý vị, mình vẫn còn đẹp để mà mình chặt chém được bà xui. Chứ như tôi, mốt tôi ngồi xui là tôi thấy tôi thua rồi đó. Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Thật ra đó chú cũng cùng quan điểm với con ha. Lấy chồng sớm giống như chị Lan nãy nói, có những cái điều tốt của nó. Đúng rồi. Nhưng thật ra lấy chồng sớm quá đó con biết không? Thật ra mình còn tuổi trẻ mà còn cống hiến. Chưa đã. Còn phát huy, đừng có nói chuyện chơi ở đây. Người ta nói chuyện cống hiến rồi phát triển, rồi làm giàu, rồi sự nghiệp này kia. Nhưng mà nếu có lấy chồng sớm, một hai đứa thôi nha. Dạ. Yeah. Rồi mình lấy xong là mình đẻ liền không? Hay là vài năm sau mình mới đẻ? À. Nếu mà điều kiện cho phép, nếu mà mình có thể lo được cho gia đình á, có thể đẻ sau khoảng vài tháng đến một năm. Vài tháng đến một năm. Đâu, đẻ sau vài tháng luôn. Trời, đẻ đâu nhanh dữ vậy. Chưa con ra trường luôn đó. Dạ. 6 tháng có lấy chồng xong đẻ, vài tháng nó đẻ nữa. Cô Lan chỉ nè. Bây giờ mình cứ quen đi, cứ yêu đi, chơi bời đi. Xong rồi mình có lấy chồng cũng được, nhưng mà mình từ từ mình đẻ. Đừng có đẻ sớm quá nha. Thế là con phải tận hưởng cái thanh xuân cho nó đã. Trời ơi, nó nhỏ quá tội nghiệp. Ừ, chứ đừng có đẻ liền, hiểu không? Trời ơi, mày thức đêm thức hôm rồi mày chăm con lúc đó mày mới thấy xì chết. Mày thức đêm thức hôm rồi mày chăm con lúc đó mày mới thấy xì chết. Bây giờ chú với cô Lan nói vậy thôi. Thực ra chú rất là nể con là người trẻ tuổi nhưng rất bản lĩnh nha. Rất là bản lĩnh. Bản lĩnh đó đó. Được. Rồi tôi cũng chấm nhà gái vậy đó. Đúng rồi, bây giờ mình qua mình hỏi nhà trai sao giờ mong muốn có bạn gái thì sao? Thì em chỉ mong muốn bạn gái là hiểu được mình và đồng hành với mình thôi. Bên kia tấm chiếu mới đó, nó chưa hiểu bản thân như thế nào nữa. Em nghĩ là cái gì nó cũng bắt đầu từ số 0. Số 0 nó sẽ bắt đầu, nó sẽ lên tiến bộ. Rồi tốt thôi. Vậy đi, con đi với ai vậy em gái? Dạ, hôm nay con đi với mẹ con. À, có mẹ hả? Chào nhà gái. Chào MC Quỳnh Linh, chào MC Ngọc Lan. Dạ. Chào tất cả khán giả trường quay. Thấy bạn trai này cũng vui, hiền lành, có chí hướng. Thế còn cái việc các cháu thì tự do thoải mái. Kết bạn, đầu tiên là kết bạn đi, xong rồi thì cho nhau cơ hội. Còn cái quyền quyết định là ở các bạn thôi. Nhưng mà chị có muốn cho con gái mình lấy chồng sớm không? Tùy các cháu. À, bây giờ đã đến tuổi trưởng thành rồi. Hay, cũng một người sống mở hiện đại. Rất là hiện đại. Đó, cảm ơn chị nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, có con gái rất là dễ thương đó. Nhà trai đi với ai cưng? Nhà trai em đi với bạn thân. Rồi. Con chào chú Quỳnh Linh và cô Ngọc Lan. Cũng chào con. Khán giả trên trường quay. Con là Tài, là bạn của Bắc. Dạ, con thấy thì bạn này rất là xinh xắn, ăn nói rất là thùy mị và nết na. Con nghĩ sẽ rất là tuyệt vời nếu như là bạn này và bạn Bắc cùng bấm nút. Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn con. Thôi, 2, 3, mở vào. À, để coi hai đứa nhỏ nói chuyện sao nè. Điện tới đi con, Bắc. Tấn công Bắc ơi. Mình có một món quà nhỏ tặng bạn ạ. Chào Hồng Hoa, mình là Khai Bắc nha. Cảm ơn bạn. Thôi. Rồi, con ngồi đây. Con gái tặng cái gì đó, nói cho bạn biết đi, nói cho anh biết đi. Dạ, hôm nay con tặng anh một món quà nhỏ với hai cái bánh cốm với lại một quyển sách nói về tâm lý học tình yêu. Ôi. Còn nhà trai tặng nhà gái cái gì đây ạ? Bình giữ nhiệt ạ. Thì ý nghĩa của nó là để mình giữ ấm lòng em. Ý nghĩa của nó là để mình giữ ấm lòng em. Rồi, ngồi đi Bắc. Bạn nữ mình có thích nghe thổi sáo không? Mình thích á. Thì hôm nay đến trường quay em tặng các bạn khán giả trong trường quay và hai MC bài Nụ Hồng Mong Manh. Ừ,
Mình cũng muốn gửi tặng bạn một bài hát có tên là Say Nắng của Ami. Chỉ là một ánh mắt khiến em chìm vào cơn say, với môi cười sáng trong cho lòng bừng nắng. Em về gác tay nằm thao và thức, em nên hay không nên hay nên rung động. Em sợ một ngày nắng tắt khi cuốn theo cả cơn say anh, dẫu anh chẳng giống như em từng thầm nhớ. Nên là chắc em chậm thêm một chút, cơn say đi qua rồi yêu sẽ đến thôi. Hai đứa cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt đó, sau hai mươi mấy năm đó. Con thấy thì rất là dễ thương, cao ráo, cái cảm nghĩ và cái cảm xúc ấy nó rất là lãng mạn, mình cảm nhận như vậy. Còn mình thấy bạn tuy còn trẻ tuổi nhưng mà rất là ngoan hiền, rồi còn có bản lĩnh nữa, học giỏi, làm giỏi, thì mình rất là ngưỡng mộ bạn. Nếu mà mình quen nhau đi, bạn có cởi mở hơn với mình về cái vấn đề tình yêu hoặc là chia sẻ với nhau không? Mình là một con người khá là hiện đại và cởi mở luôn á. Tại vì mình đã từng có đam mê về tiếng Anh, cho nên là mình theo cái phong cách của bên phương Tây á, cho nên là mình tư duy của mình rất là tiến bộ và hiện đại luôn. Mình cũng cởi mở nữa. Cho nên là bạn yên tâm về cái vấn đề đó. Đối với bản thân mình á, về cái việc mà yêu nhau để xây dựng cái sự nghiệp á, mình sẽ đặt lên hàng đầu. Và sau khi đã có sự nghiệp rồi thì mình mới tiến tới hôn nhân. Thì nghĩ khoảng 2 năm á, thì bạn có chấp nhận điều đó không? Thì mình vẫn thấy ok, tại vì mình còn trẻ. Tại mình không muốn là một cái người bạn gái của mình nó phải chịu cực vì mình. Thí dụ mình lấy nhau thì mình có về Đồng Tháp làm dâu hay mình lập nghiệp ở đâu? Anh có chịu em về làm dâu không? Hay mình sẽ lập nghiệp ở đâu? Ở thành phố hay là ở dưới quê? Làm dâu hay không thì phải hỏi mẹ chứ. Mình đã đâu chứ được. Đối với một thằng đàn ông thì việc đầu tiên là phải có tổ ấm. Tổ ấm là bắt buộc phải có người phụ nữ bên cạnh mình. Còn nếu mà em theo anh thì ok, mọi thứ sẽ ổn hết. Nói đúng hơn là về đây anh lo đó. Nói đúng hơn là về đây anh lo đó. Thấy không? Thấy bạn lĩnh đàn ông không? Ga lăng không? Nhưng mà gần như hình như chú thấy con chuẩn bị làm dâu sẵn sàng luôn rồi sao đó? Dạ, tại vì con biết làm việc nhà, biết nấu ăn luôn rồi. Cũng là một người phụ nữ của gia đình. Dạ, còn làm dâu thì mình còn phải ứng xử tốt nữa. Nhưng mà chú nghĩ là con làm được. Dạ, thật ra với tính tình của con á, là nãy giờ chú thấy con làm được đó. Dạ, con sẽ cố gắng. Rồi, bây giờ thế này. Ở đây, nắm tay bạn gái lên đi. Em xin phép nắm tay. Hai người nắm tay nhìn thẳng vào nhau nào. Hợp lý quá hả? Trời ơi, hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau để xem hai tay luôn. Em xin phép cô nắm tay. Dạ. Trời ơi. Ai nói dân kỹ thuật khô khan đâu. Điện tim đồ bây giờ nó tăng lên 100 rồi. Tôi không phải bác sĩ nói với tôi mấy chuyện đó làm chi. Cảm nhận rất là mình nam nhi nhưng mà rung động vì một cô gái chứ mà. Thế đúng hơn là bông hồng này quá tỏa sáng chương trình hôm nay luôn. Còn em nhận về anh như thế nào? Em cảm thấy anh rất là tốt và rất là tự tin, can đảm, chân thật, chân thành nữa. Em mong muốn là mình sẽ có cơ hội đi cùng nhau lâu dài và có thể tiến tới hôn nhân ạ. Trời ơi, được rồi, tốt quá. Hai đứa về ghế đi. Rồi, nãy giờ trao đổi với nhau hết rồi đúng không? Rồi. Sơ sơ hiểu nhau rồi đúng không? Dạ. Bây giờ chúng ta đưa ra quyết định được chưa? Cùng một Lan sẽ đếm nha. Một. Hả? Giờ xin phép hai đứa hẹn hò nhau được chính thức rồi đó, nắm tay đi. Con xin phép với mẹ của em là cho con được hẹn hò với em Hồng Hà. Hả? Mày gật đầu rồi đó. Hả? Xin phép mẹ cho con hôn nụ hôn đầu tiên. Vì cho con xin thêm nụ hôn nữa cho nó chọn bộ. Vì cho con xin thêm nụ hôn nữa cho nó chọn bộ. Hình ảnh này chú thích lắm luôn á. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Cảm
bên đây cũng ai. Wow, hay quá. Hãy qua coi thằng gái hát hay quá vậy. Dạ. Ôi trời ơi, là con gái. Dạ. Bên kia không biết hát gì cho nên về bổ sung được rồi. Dạ được. Mời em giới thiệu. Dạ, chào chị Cát Tường, anh Quỳnh Linh cùng bạn trai bên kia, cùng khán giả anh trong chương trình. Em tên là Nguyễn Thị Kim Xuyến, năm nay em 24 tuổi. Em quê ở Biên Hòa, Đồng Nai, hiện đang sống tại quận 7 và làm việc ở quận 7. Nghề nghiệp của em là trợ lý giám đốc tại một công ty may mặc. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn phòng kế bên, cùng toàn thể quý vị khán giả cho có mặt trong trường quay hôm nay. Anh xin được giới thiệu, em tên là Nguyễn Thanh Bình, năm nay 30 tuổi. Em tới từ Quảng Nam, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại em đang làm kinh doanh bất động sản. Rồi, bạn gái chia sẻ chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của bạn đi. Ưu điểm của em là một người vui vẻ, hòa đồng, dễ gần, cũng có tính tự lập, thích kinh doanh. Còn nhược điểm của em là nấu ăn không giỏi lắm. Nhưng mà những món mà em thích đó, thì em nấu được. Vậy được rồi, mình nấu món mình thích thôi. Tình trường thì sao, mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ, em trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên, lúc em là sinh viên năm 2, thì chia tay vì em muốn được tự do, mà cái bạn đó thì hơi quản lý mình quá. Còn mối tình gần đây nhất là cách đây một năm. Lý do là tại vì bạn ấy không có bỏ được thuốc cái gì. Dù có thích bạn mấy nhưng mà lý trí cái hồi em thôi quyết định chia tay. Chết rồi, em hỏi bạn trai bên kia có hút thuốc không? Bạn trai bên kia có thói quen hút thuốc mà. Không biết hút thuốc không bạn ơi. Trời ơi, mừng quá. Hay rồi, thế là được rồi. Rồi, còn bạn trai mình tình trường như thế nào? Em thì đã trải qua hai mối tình. Mối tình gần nhất thì là quen nhau cũng được 4 năm mấy, 5 năm. Chia tay cách đây thì cũng 4 năm. Lý do chia tay thì lúc đó bạn nữ cũng 25, 26, thì bạn nữ muốn là tiến tới kết hôn. Nhưng thực ra thì lúc đó thì em cảm thấy là mình còn nhỏ và rất là ham chơi, nên là chưa có nghĩ tới mà kết hôn, biết kết hôn mình sẽ làm gì. Với lại trong lúc và thời gian quen nhau thì cũng có một số vấn đề đó, nên là cả hai quyết định là dừng lại. 14 năm nay em không có quen ai hết. Dạ đúng rồi. Ở không mình vậy ha. Dạ đúng rồi. Em có ưu điểm gì? Em thì một người rất là đơn giản, hiền lành, không có rượu bia, thuốc lá gì. Em có một cái đặc tính đó là nói chung mình tính toán khá là mau lẹ, và người thì rất là thực tế. Còn khuyết điểm gì không? Em thì không có cái tài lẻ nào hết, không có gọi là ga lăng hay là lãng mạn. Bạn gái, bạn có tài lẻ gì không vậy? Theo bạn bè em thì kêu là em hát cũng tạm tạm, nên chắc hôm nay em sẽ hát tặng chương trình một. Wow, hay quá. Em sẽ hát bài Ngại Ngùng một điệp khúc rồi ạ. Dạ. Lần đầu tiên em như bay giữa những sắc hồng qua muôn đóa hoa, dịu dàng mang tên anh trong nỗi nhớ nhung trải khắp những con đường. Bao ngại ngùng vẫn còn, vẫn chưa thể thành câu, sẽ nói được câu bấy lâu. Muốn nói cùng anh rồi ngày mai khi muôn tia nắng lấp lánh tràn về nơi mái hiên, được nhìn anh đang ôm em tới bên anh để đón phút ban đầu. Nhưng ngại ngùng vẫn còn, vẫn chưa thể thành câu, sẽ nói được câu bấy lâu. Muốn nói cùng anh. Wow, hay quá. Hãy qua coi thằng gái hát hay quá vậy. Dạ. Ôi trời ơi, là con gái. Dạ. Bên kia không biết hát gì trơn, về bổ sung được rồi. Dạ được. Em nghĩ gì về cái việc mà làm dâu? Dạ chắc là không vấn đề gì anh. Không vấn đề. Hiện đại rồi thì em cũng là một người dễ thích nghi với môi trường cuộc sống, nên em nghĩ là cái chuyện làm dâu không lo gì hết ha. Khi nào mới kết hôn được? Dạ em nghĩ là nếu như mà hợp với lại bạn trai bên này thì em nghĩ khoảng, nếu mà sống là một năm, còn khoảng là hai năm thì mình tính hơn. Hai năm thì hơi lâu. Bên kia nó hơi lâu kìa. Chị muốn nhiều, bạn trai muốn nhiều. Nhanh gì? 30, năm nay 30 rồi chị. Tại vì như này nè anh, em có một cái định hướng riêng, giống như là mục tiêu cho mình anh. Phải có một chút vốn gì đó, hoặc là mua được một mảnh đất. Có mua đất mới được cưới đúng không? Dạ, đúng rồi, cái sở thích. Dạ, em có sở thích là về đất hoặc là kinh doanh. Nói chung là kinh doanh là em thích bất động sản. Dạ, mà đúng. Đừng có lo bạn trai. Sao không lo trước miếng đất rồi cưới được không? Ok anh, được anh. Ok, được rồi ha. Dạ. Rồi nhớ nhà mua đất là cưới liền nha. Đúng rồi. Bạn gái được đấy. Nhưng mà bây giờ em muốn mẫu người bạn trai em là người như thế nào? Có tính tự lập, chị chín chắn, biết quan tâm, đừng có trầm tính, vui vẻ và dễ hòa đồng.
mấy người làm bất động sản vui vẻ lắm em. Có mẫu người lý tưởng không? Đào hàng suốt luôn à. Về tính cách em nghĩ là em thích anh Công Vinh. Tại vì em coi cái chương trình đó thì cái chia sẻ của anh em rất là thích cái người đàn ông mà dù người ta đi làm, dù người ta bận rộn nhưng mà luôn luôn nghĩ về người phụ nữ. Mỗi buổi sáng em đều nhắn tin để chúc chị này một ngày tốt lành này này kia. Thì em thấy là thích mẫu người quan tâm một, đến người yêu, đến vợ mình đúng không? Mỗi sáng nhắn thì chắc cũng mới còn yêu thôi. Về ngoại hình thì em muốn một người mặt đầy đặn, tròn tròn. Nếu mà giống như em thì dễ thiện cảm. Đừng có gầy quá hoặc mập quá. Vừa người thôi đúng không? Cái điều gì em ghét nhất ở người bạn trai ngoài cái chuyện hút thuốc? Kiểu như gia trưởng hay là không có chứng kiến bản thân đó. Vừa người, không mập, không ốm. Rất vừa luôn. Vừa. Có gia trưởng không? Không có chị. Đã chuẩn bị những gì rồi mà đòi lấy vợ liền? Nói chung thì giờ cưới vợ thì nếu như mà yêu cầu hoàng nữ có miếng đất thì có đất rồi, hoàng nữ góp tiền cho xây nhà thì ok. À, có đất rồi góp tiền xây nhà ha. Sống chung với ba mẹ hay là sống riêng? Sống riêng. À, có cái yêu cầu gì ở nhà gái nữa không? Yêu cầu thì ra thì không có yêu cầu gì, quan trọng là hai bên thấy hòa hợp, thấy thích nhau được. Nãy giờ bạn hình dung bạn nữ bên này là như thế nào? Nói chung là qua cách giới thiệu cũng như chị có nhận xét thì nghĩ là bạn nữ khá là dễ thương. Dễ thương. Có mẫu người nào mà em thần tượng không? Mẫu người em thần tượng thì đóng phim chung với anh đó là Đồng Tiền Sương Máu. Lúc đó nó coi phim và chị Trương Ngọc Ánh. Dạ đúng rồi. Thần tượng Trương Ngọc Ánh. Nói chung mình cũng không thần tượng nhưng mà thích là mẫu người phụ nữ hiện đại á, là nói chung tính cách đó, năng động tí. Có lẽ là phù hợp đó. Bên kia múp míp hơn Trương Ngọc Ánh. Múp míp lắm. Dễ thương lắm. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi nha. Hôm nay em đi với ai nè? Dạ em đi cùng anh Kết Nghĩa và hai đứa bạn thân của em. Trước tiên là em xin chào anh Nguyễn Linh, rồi chào em. Chị Cát Tường và chào toàn thể quý khán giả có mặt ở khán phòng ngày hôm nay. Thì về bạn nam bên đây thì anh với lại các bạn ở đây là cùng quan sát và cùng thống nhất về cách nói chuyện đồ thì cũng rất là vui và rất là chân thành. Còn về ngoại hình thì cũng hợp với tiêu chí của em. Chưa tính là về công việc đang làm cũng khá là phù hợp với lại cái mà em mong muốn. Thì anh với các bạn đây thống nhất là thấy bạn nam này rất là ok, rất là được. Rồi. Mà đi với em trai. À, hôm nay em đi tới có hai người bạn và một chị. Rồi, cho gặp bên nhà trai. Không, chị bạn. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Cát Tường. Xin chào tất cả các bạn khán giả ở trường quay hôm nay. Bạn lúc nãy có kể về cái mối tình đầu tiên bạn á, thì kiểm soát bạn quá đúng không? Thì riêng bạn mình á cực kỳ dễ tính, không biết đây là cái khuyết điểm hay là cái ưu điểm nữa. Thì đó là nên bạn cân nhắc chỗ đó thôi. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ kéo màn cho hai bạn gặp mặt nha. Kéo màn lên. Có quà chào. Qua nãy giờ thì anh thấy em nói chuyện như thế nào? Nói chung thì giới thiệu thì thấy em cũng tính cách thì em cũng khá năng động, thích kinh doanh. Thì anh là cũng thích những người có tính cách và mạnh mẽ như vậy. Có thể là hỗ trợ anh trong công việc kinh doanh tương lai. Thật ra thì anh thì theo đánh giá của các bạn gái cũ thì người khá là vô tâm. Nên là không biết là có thể khắc phục được không? Trời ơi, khắc phục chứ. À, cái đó thì chắc là đi xa, phải khắc phục. Cái hình ảnh mà người chồng tương lai của em á, nó như thế nào, có giống giống gì ta? đầu tiên là về ngoài hình có vẻ thân thiện hoặc là giống giống em một xíu thì em rất là có thiện cảm. Tại hai mối tình trước của em, hai bạn trai đó thì đều có nét giống em cả. Nên thường là em cũng sẽ tình ngay đầu tiên không à. Chứ còn không yêu qua, em không phải là người mưa dầm thấm lâu. Thôi, hôm nay có thấy tiếng sét ở tình rồi chưa? Cái này thì chắc xíu nữa tôi biết được. À, xíu nữa biết được. Cho em hỏi anh là anh có thích con nít không? Con nít thì tất nhiên là anh cũng thích rồi. Điều lãng mạn nhất mà anh từng làm cho bạn gái là gì? Thực ra thì anh là một người không có lãng mạn, nhưng mà có một cái kỷ niệm nói chung mình nghĩ rất là lãng mạn, đó là bạn gái mối tình thứ hai nè. Cái này đừng có nhắc tôi tình thứ hai. Kể câu chuyện nó được rồi. Đừng có nhắc mình từng làm. Cái nụ hôn với bạn gái đó là lần đầu tiên nụ hôn đó là trên cái vòng xoay thời gian là ở Đầm Sen á. Ngày lúc đó đang ở trên đỉnh. Là nghĩ khá là lãng mạn á. Không nhắc chuyện cũ. Chuyện cũ qua lâu rồi không sao đâu anh. Anh có thích đi du lịch nước ngoài không anh? Du lịch nước ngoài thì quá thích đi chứ. Tại vì em cũng sắp có một cái dự tính đi du lịch.
Coi đi Lào, Campuchia cũng được. Tiền chuyến. Mình sẽ hò lần đầu tiên ở đâu? Một nơi nào lãng mạn, em thử tính đi em trai. À, nơi đầu tiên thì rất chương trình đã tạo điều kiện là có cặp vé xem phim thì khá là tốt rồi. Bạn phải tự nghĩ ra một cái điều nào đó thật lãng mạn. Ở đây cô gái này cũng rất thích lãng mạn. Nãy ta hỏi lãng mạn, kể chuyện cũ xong rồi giờ lấy xem phim. Theo em, ngoài cái chuyện xem phim của chương trình ra, chúng ta làm cái gì để có một cuộc lãng mạn lần đầu tiên gặp mặt ở đâu nào? Thử xem. Nghĩ tới cái khung cảnh lãng mạn thì em cũng hơi khó nghĩ tới khung cảnh lãng mạn. Cứ thử xem. Khung cảnh lãng mạn thì ví dụ như có thể là như bạn nữ là có giới thiệu là ở Đồng Nai, Đồng Nai cũng không cách xa thành phố lắm, thì ví dụ như một ngày đột xuất nào đó, theo tìm hiểu mình biết được bạn nữ đang ở nhà thì mình có thể là chạy trực tiếp xuống đó hẹn bạn nữ đi chơi đâu đó ở tại Biên Hòa. Đó là lãng mạn đó hả? Cái đó mới gọi là có tâm có lòng thôi chứ chưa có lãng mạn. Thôi ghi nhận tấm lòng em ha, ta cũng chạy xuống Đồng Nai đồ gì đó là ghi nhận. Cho em hỏi một câu hỏi nữa là nếu như trường hợp mà ví dụ như anh cãi nhau với bạn gái thì anh sẽ giải thích hoặc là sẽ làm hòa luôn hay là đợi vài ngày nữa anh mới làm hòa? Thật ra anh thì người rất là ghét mà để mà cái giận hờn nó lâu quá kéo dài lắm, nên là anh là cái gì nó nhanh, tại vì để cái gì có công việc mà chưa giải quyết thì nó lằng nhằng trong đầu nó lùng bùng lắm, mà rất là ghét cái sự lùng bùng đó, nên là anh sẽ chủ động làm hòa khá là nhanh. Bạn gái chưa có muốn kết hôn sớm đó. Về cái vấn đề kết hôn thật ra thì kinh nghiệm thôi, tại vì anh quen bạn gái cũ là bốn năm mấy năm năm, thật ra thì anh nghĩ là quen nhau tầm khoảng 6 tháng là kết hôn rồi khá là đẹp. Không cần phải lâu dài, lúc đó mình đã tìm hiểu tương đối là cũng khá tốt về đối phương. Và đặc biệt anh thì có cái là chỉ hẹn hò bạn nữ khoảng 2-3 lần thì cũng thấy là đoán được tới 80-90% được tính tình hay là cái gì của bạn đó. Trời, anh có một gợi ý nhỏ nhỏ. Bắt đầu từ bây giờ nếu em có quen bạn gái rất là nhạy cảm khi nhắc về những cái chuyện cũ nha. Okay. Rồi. Hãy để quá khứ ngủ yên. Bây giờ hãy nói một câu gì tận đáy lòng của mình, trái tim mình có rung động chưa? Hãy nói cho bạn gái biết. Nói chung là thật ra thì anh thấy ấn tượng đầu tiên về em khá là tốt. Anh thì muốn phát triển cái mối quan hệ này, anh thì đã sẵn sàng nên nghĩ là nhấn nút được rồi. Rồi, thôi. Bạn gái sẽ suy nghĩ tất cả điều đó. Chúng ta không cần nói ra mà chúng ta thể hiện bằng nút bấm. Cảm giác trái tim mình rung động thật sự, cảm giác đối phương chính là một nửa yêu thương của mình. Chúng ta hãy bấm nút. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và chịu trách nhiệm với quyết định đó. 1 2 3 Hết thời gian. Tại sao em lại không bấm? Thật sự là em chưa thấy rung động lắm, chưa thấy cái cảm xúc, và em nghĩ là nếu như mà lỡ đồng ý mà không thật tâm mình lắm thì mất công là mất thời gian của hai người thôi, nên là em nghĩ dù sao lên đây cũng có là một cái duyên, lên đây gặp được anh là em cũng rất là vui rồi, mà cùng cái ngành bất động sản là em cũng rất thích, nhưng mà chắc là mình chỉ có duyên thôi nhưng không có phận, nên là coi như bữa hôm nay là một cái buổi gặp gỡ vui vẻ. Bạn trai thấy thế nào? Nói chung thì ấn tượng đầu tiên thì về bạn nữ thì cũng ok, em cũng khá là quan trọng ấn tượng đầu tiên, nhưng mà có cái thì đối với em thì quan điểm tình yêu là nó là phải xuất phát từ hai phía. Đúng rồi. Nói chung thì anh với em gặp nhau đây thì cũng là có cơ hội, thì bây giờ em chưa nhấn nút nhưng không biết sau đó thì như thế nào thì chúng ta đã để mất cơ hội, có thể sau ngày hôm nay bạn sẽ rút ra rất nhiều cái kinh nghiệm khi mà nói chuyện với bạn gái. Chúng ta sẽ chuẩn bị những cái điều gì, có thể một vài cái sơ suất không đáng có mà chúng ta đã mắc phải ha. Nhưng sao hàng triệu khán giả truyền hình đang xem và biết bao nhiêu cô gái đang chờ đợi để nhấn nút cho chàng trai này, và biết bao nhiêu chàng trai cũng đang chờ đợi để bấm nút cho bạn gái bên kia. Đừng lo lắng điều đó, chúng ta đang sống rất thật với trái tim của mình. Rung động thì bấm, không rung động thì không bấm, không sao cả. Không bấm nút chưa hẳn là không tốt nha. Chúc hai bạn là khác giới. Đúng rồi, không tự tin hả? Đúng rồi, không tự tin bạn đâu có gì đâu. Đẹp trai mà. À, anh là người đầu tiên khen em đẹp trai. Không thật sự mà. Đẹp trai quá thì không đẹp trai quá, nhưng mà đại khái là rất ưa nhìn. Em chào chị ạ. Rồi, chào bạn. Bạn tên là gì? Là em là Hà. Hà năm nay bao nhiêu tuổi, quê ở đâu nè? Em năm nay 29 tuổi, em quê ở Thanh Hóa. Rồi, mình đợi bạn trai của mình nha. Mời bạn trai.
Rồi, chào bạn. Chào quán cả các trường quay, em chị Gai Quách Tương ạ. Chào bạn. Dạ. Bên kia là Hà, quê ở Thanh Hóa. Dạ, em tên là Doãn Tân, em ở Nghệ An ạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? 32 tuổi. Em đang làm kỹ thuật cho một công ty chuyên quản lý về tòa nhà. Kỹ thuật là cụ thể là gì bạn? Bảo trì hệ thống máy móc, điện lạnh, nước. Từ Nghệ An vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? 8 năm rồi. Bạn ở với ai trong thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, một mình ạ. Còn bạn gái mình vào đây lâu chưa? Dạ em vào Sài Gòn được 10 năm rồi. Mình ở với ai? Hiện tại em ở một mình ạ. Mình nói rõ hơn một chút xíu về công việc của mình. Tại em là kỹ sư trang thiết bị y tế trong một bệnh viện ở Bình Dương. Cụ thể là mình làm gì? Em là mua sắm, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa. Về nhà dịch vụ y tế? Không, trang thiết bị y tế. Trang thiết bị y tế. Vâng ạ. Hai bên cũng giống như kỹ sư vậy đó hả? Dạ. Có vẻ khô khan quá không? Dạ đúng rồi, ngày này khá là khô khan. Thì những lúc rảnh rỗi thì mình làm gì? Em thường đi lòng vòng và đi nhà sách ấy chị. Hoặc là em thường học tiếng Anh lúc rảnh rỗi là nhiều. Học tiếng Anh? Dạ. Những lúc đi chơi là mình đi với ai? Thường đi với bạn hoặc là đi mình. Vậy hả? Dạ. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình thì chưa có, chỉ có thích một người nào đó thì có. 29 tuổi mà chưa có mối tình nào? Dạ. Có nắm tay hôn gì chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Thiệt không? Dạ thật. Anh mình anh nghe anh cười nè. Ủa mà sao ngộ vậy? 29 tuổi mà sao chưa có? Sao? Có thể tại vì em hơi mạnh mẽ nên là các bạn nam có thể hơi ngại khi... Thì mình cứu người ta. Cứu người ta thì có thể không phải là cách của em. Bạn có khao khát có một mối tình không? Dạ có. Bây giờ mình muốn kết hôn chưa hay là mình tìm hiểu bao lâu? Em nghĩ là em phải tìm hiểu sẽ kết hôn nè. Bao lâu? Khoảng 1 năm, 2 năm gì đó. 1, 2 năm. Ở gia đình có hối, lập gia đình chưa? Dạ có, bố mẹ có hối. Rồi bạn trai, bạn nghe cô gái bên kia chưa có mối tình nào, mình cảm giác sao? Em thấy cũng lạ, 29 tuổi chưa có mối tình. Lạ hả? Lạ. Lạ là lạ sao? Theo bạn thì bạn nó khó tính hay là sao? Chắc em nghĩ chắc bạn quá khó tính hay là bạn đi làm nghề giống là bên giống người giống đàn ông hoặc là kỹ sư. Cái nghề nghiệp chắc giống khô khan quá. Còn bạn, bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình. Lâu chưa? Dạ cách đây khoảng 7 năm. 7 năm qua một mình bạn? Dạ đúng rồi, 7 năm qua mình em tại cái công việc với lại cái phấn đấu của em chưa nghĩ tới cái vấn đề lập gia đình, thành ra em sáng là ngủ dậy là vác cày đi, là chiều vác cày về thôi. Bây giờ đã muốn lập gia đình chưa? Dạ cũng đến thời điểm lập gia đình rồi chị. Nhưng mà 7 năm qua như vậy bạn có để ý một ai hay là có lưu luyến một ai không? Cũng có gặp một số người nhưng mà không có phù hợp với tính cách. Có vẻ bạn khó giống như cô bên kia. Đúng không? Có thể là vậy. Mong muốn một cái người đi chung con đường mình như thế nào? Không có bướng bỉnh quá, không có những thích cái gì làm cái đó, biết nấu ăn nấu nướng, bởi vì em biết nấu ăn, thành ra em thích người phụ nữ như cái thế. Cái này dễ mà, thấy người phụ nữ nào cũng có đức tính hết trơn á. Dạ. Còn gì khó nữa không? Anh nghĩ em còn nhiều điều kiện nữa. Chứ nếu như điều kiện nó đơn giản, phụ nữ dễ chịu. Không có lý do gì 7 năm mà không tìm được đúng không? Không, 7 năm qua là chưa nghĩ đến vấn đề đó, vấn đề là gia đình, lo công việc, muốn lo cái gì đó sao có đầy đủ rồi em mới lo cho gia đình. À, bây giờ có sự nghiệp chưa? Dạ, công việc thì em đã tạm thời là ổn định. Dạ. Nếu bây giờ lấy nhau thì khoảng bao lâu? Thì nếu nhanh thì 6 tháng, còn chậm hơn thì khoảng 1 năm sau em sẽ cưới. Nhưng mình cũng chuẩn bị lớn tuổi rồi ha. Dạ, nói ngoài có kế hoạch rồi, có nhà cửa gì chưa bạn? Dạ em đã có nhà ở đây rồi chị. À, nhà riêng luôn ha. Dạ dạ. Mình ở với ai? Dạ em ở bên mình chị ơi. À vậy được, được rồi, để hỏi cô này. Mình có thể giới thiệu một chút xíu cho bên đó nghe về những điểm mạnh và điểm yếu của mình chẳng hạn. Em thì hòa đồng vui tính nhưng mà có thể hơi ít chia sẻ cái vấn đề suy nghĩ của mình nên là có thể sống hơn nội tâm. Nội tâm. Dạ. Điểm mạnh của em là em luôn luôn đúng giờ trong tất cả các cuộc hẹn, làm việc có thể hơi nguyên tắc và hơi cầu toàn trong công việc. Mình mong muốn một người đồng tương lai như thế nào? Dạ, trước tiên là phải thương em và phải biết quan tâm đến gia đình và phải có mục đích rõ ràng cho cuộc sống. Về ngoại hình? Dạ, chỉ đừng có xấu quá và nên cao hơn em một chút xíu. Bạn có nhóm mình đáp ứng được không? Chắc có cái điểm cuối cùng là ngoại hình, thì ngoại hình em thuộc dạng xấu nhất họ. Đâu có xấu đâu ngoài dạ. Được em mà. Thấy tự tin với bản thân em là cái ngoại hình. À. Dạ. Thành ra em không tự tin lắm với khi tiếp xúc với một khác giới. Ừ, mình không tự tin nữa hả? Dạ, đúng rồi, không tự tin. Bạn đâu có gì đâu, đẹp trai mà. À? Anh là người đầu tiên khen em đẹp trai. Không thật sự mà. Đẹp trai quá thì không đẹp trai quá, nhưng mà đại khái là rất là ưa nhìn. Dạ. Nhẹ nhàng, dễ thương mà. Chị thể thao chị? Cũng được, đâu có gì đâu, bình thường. Cao bao nhiêu? Dạ, em cao 1m7 chị. Vấn đề do có lẽ là nhút nhát. 32 tuổi, dạ. Có nhà cửa ổn định rồi, công việc ổn định, vậy là quá tốt rồi chứ. Em không thích cái điểm nào ở người phụ nữ? Bướng bỉnh quá, thích gì làm nói, không cần suy nghĩ người khác như thế nào hết. Ngoại hình thì ngoại em thì có không cần suy nghĩ, bình thường thôi. Theo cái cảm tính, cái cảm giác của tôi là tôi thấy cặp này là xứng. Nếu mà xứng thì bao nhiêu lâu mình tiến tới hôn nhân được? Thì hôm nay mình nói là khoảng từ nhanh thì 6 tháng, còn trễ hơn thì 1 năm. Rồi. Tốt nhất là 1 năm sau là đúng hơn.
Một năm sau là đúng hơn ha, kể từ ngày hôm nay ha. Dạ, đúng rồi. Được, anh này được đó. Cái khoái nhất là cái vụ mà ổn định, có nhà cửa, công việc ổn định. Mình phụ nữ mình cần như đó thôi cho nó khỏe. Để anh coi đi. Dạ, em chào anh Quyền Linh ạ. Dễ thương ha. Ngạc nhiên ha. Ừ, rất là ngạc nhiên luôn á. Đúng là có thể tại vì em thường tập trung vào học tập và làm việc á, nên có thể chưa có thời gian để... Anh nghĩ chắc ở cơ quan em nhiều người đeo đuổi em lắm á chứ. Dạ không có. Kỳ. Sao kỳ ta, không lẽ cơ quan em không có là đàn ông? Dạ có, nhưng mà tại vì thường là lớn tuổi hơn à. Lớn tuổi hơn? Hoặc là nhỏ lớn tuổi hơn. Lớn lớn chứ cũng thấy cũng đẹp chứ bộ. Dạ lớn nhiều, các bác có gia đình hết. Các bác không hả? Không có là nhỏ. Tại vì em làm bệnh viện mà các bác. À, các bác không hả? Rồi, số 1 luôn. Bây giờ mình sẽ cho hai bạn gặp nhau để trò chuyện trực tiếp với nhau xem là có hợp ý với nhau hay không nha. Vấn đề ở chỗ nè, em phải tìm ra cái chìa khóa để mở cái cánh cửa này. Anh nghĩ rằng đây là một cánh cửa rất là đẹp ha. Kéo màn lên. Lên 2 phút bắt đầu. Dạ chào anh. Có món quà tặng mà. Bạn ghét nhất là đàn ông cái gì? Về cơ bản em không thích con trai hút thuốc, không ngửi được mùi thuốc lá. Dạ. Con nhậu thì có thể được, bởi vì ai cũng nhậu. Và người con trai nhanh nhậu quá, hoặc là nói chung là có tính định hót em không có thích. Nhìn mình có nhanh nhậu quá không? Hiện tại thì em chưa thấy. Tình yêu thế nào nói đi bạn. Trời ơi, gì mà gái dữ vậy? Cảm giác thế nào của người đối diện của mình? Bạn cười rất đẹp ạ. Cảm ơn anh. Cái gì vậy? Nhìn thẳng vào mắt bạn rung dữ lắm hả? Sao mà gì mà gồng cứng ngắc vậy? Thả dạ. Lỏng ra. Dạ em rung dữ lắm. Sao anh rung vậy? Anh cứ tự tin đi. Bạn đừng có hay nói mình nha. Hả? Có, không hẹn. Em muốn hỏi biết thêm suy nghĩ của anh về người vợ trong gia đình tương lai, phải có cái yêu cầu gì đặc biệt không? Mình rất thích người phụ nữ mà có cái khoảng thời gian không dành cho gia đình, biết nấu nướng. Thường thì mình đi làm rất chiều tối, mình mắc mong là người phụ nữ biết nấu ăn về chiều tối. Vậy anh có thích một người vợ mà có quá nhiều tham vọng trong công việc không? Chưa chắc bạn đang tham vọng bằng mình, thành ra mình cũng thích như đó. Quan niệm về hôn nhân như thế nào? Nếu mà mình hẹn hò với nhau 6 tháng sau có thể cưới nhau được không? Cái đó phải xem là mình có hợp với tính cách của nhau hay không đã. Em nghĩ là như vậy. Có một câu gì thật là tình cảm hay bạn trai? Tại em đang kỹ thuật rất khô khan, thành ra để nói từ lãng mạn thì giờ tự nhiên em không có thể không thể suy nghĩ ra được. Và giống thì như... bây giờ suy nghĩ đi đó. Trước một người con gái xinh đẹp thế, mình nói một câu gì thật tình cảm lãng mạn được mà. Không có bỏ qua đi. Ráng chịu anh nha. Để bạn gái nói đi. Dạ thôi em không có bỏ qua anh. Cảm nhận của hai bạn khi lần đầu tiên gặp mặt nhau như thế nào? Em thấy có thể muốn biết tìm hiểu nhiều hơn về anh. Mình cũng giống như bạn, mình cũng mong là được tìm hiểu thêm về bạn rất nhiều nữa. Có thời gian. Chán hai cái ông này quá. Về phải bên đọc sách tình yêu cho nhiều nhiều vô. Đọc ngôn tình à. Nhiều vô. Em chỉ hay đọc sách kỹ thuật chứ còn tình yêu thì hay. Đấy, thành ra nó hơi khô khan đấy. Sau này khi mà người ta lấy nhau về phải có những cái lời tình cảm chút xíu ha. Chứ không lẽ về nói em ơi em giống cái máy quá. Cái máy mình làm bảo trì cho. Thì nó kỳ cũng khô khan quá đúng không? Hy vọng là hai người sẽ bảo trì lẫn nhau. Nào, chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3. Ngọt ngào thì không có ngọt ngào ha, bấm nút thì lẹ lắm, hai bên lẹ như nhau, ba cái bập bập liền. Mình có thể cầm tay nhau, mình nói không được, mình truyền cảm xúc qua nhau, truyền điện qua nhau. Nắm chặt vô, đừng bóp tay ta đau quá nha. Mấy năm nay em bị cầm kèm với bước tiếp bước kè với bố không, hôm nay cầm tới con gái rồi mày và rất rung. Rung lắm hả? Em cảm nhận như thế nào? Em hơi run. Em cũng run luôn. Dạ. Thấy có miếng điện nào truyền qua không? Có sẹt gì chưa? Chắc đang tê quá. Có một ít à? Có một ít rồi ha. Như vậy là được rồi. Nói chung là nhìn ảnh cũng có duyên. Em mà hơi ốm thôi, nhưng mà em chắc về nuôi mập được. Đúng rồi. Phụ nữ các bạn nuôi là mập thôi. Rồi thì phải có người vợ nuôi ăn uống đầy đủ thì nó mập lên ha. Dạ. Rồi sao này nếu mà được á, chúng ta hôn nhân là chuyện tiền bạc con cái thì sao? Nói thử là có trúng cái phong thủy của cô bói không? Không biết nè chị ơi, chị hỏi anh đi em. Bây giờ lấy nhau về tiền bạc ai quản lý? Con cái anh muốn sanh là mấy đứa làm sao? Hỏi anh đi. Tiền bạc thì anh muốn ai giữ? Mà em vẫn muốn em giữ thôi. Rồi hỏi. Tự hỏi tự trả lời luôn. Không thì
đàn ông làm nhà, đàn bà làm cửa. Nói chung là công việc bên ngoài thì là người đàn ông gánh vác, còn lại tiền nong thì về giao người vợ, và chi tiêu như nào đó cho hợp lý trong gia đình thì là người vợ tự nắm bắt và thu chi. Đấy. Thì anh thì cũng không thích giữ tiền, tại vì tiền nằm trong ví anh thì nó cũng không nóng. Vậy ví dụ như mà về em quản lý tiền bạc nó hơi chặt một chút, anh có khó chịu không? Là sao em? Tại giống như là nhiều khi em thấy anh mua đồ nó phung phí quá, em nói á, ý là em nói đến thì anh là bảo em, anh có nghĩ là em càm ràm không, em có khó chịu trong chi tiêu không á? Mua như những mà mua cái đồ đạc gì mà để cho sắm sửa cho gia đình á, thì là mình hỏi ý kiến vợ nhá. Dạ. Còn lại là những cái đồ nhỏ nhỏ như cá nhân thì mình từ cái đấy không quan trọng. Dạ. Với lại anh có nóng tính không? Tính anh thì nói chung là rất hiền, nhưng mà có đôi lúc cũng nóng. Nóng mà anh có bao giờ anh đánh không? Không. Nóng là nói chung là anh ngủ à? Không, không có. Không có hay đập đồ, đập đè, giống như là nóng tính này là hay ném đồ vậy. Không, đó. Không, không ngủ được còn đè ném gì nữa. Đồ đạc thì tuyệt đối không. Đây là một trong những cái tính cách mà nào không phải học nè. Dạ. Nóng tính là ngủ. Hay. Nóng lên là ngủ mà sao ngủ được hay ta? Nóng mà ngủ được hay á. Bây giờ ảnh còn lo cái tiền ảnh đưa cho em giữ rồi đó. Dạ. Nhưng mà thí dụ như giờ ảnh làm lương là được 10 phần thì em đưa lại cho ảnh bao nhiêu phần để ảnh tự do chi tiêu cá nhân? Đưa thêm 2 phần thôi. Hai phần đủ không em? Đủ chứ chị, thì tiền ăn sáng rồi tiền cà phê, rồi bữa nào anh có hẹn đó thì mình đưa tiền cho anh như một chút để anh giống như là anh có thể chi trả cái các bữa hẹn đó. Đúng rồi. Nói chung là thì vợ cho bao nhiêu thì xài bấy nhiêu. Trời ơi, sao cái cặp này nó giống như là từ kiếp trước có hẹn nhau vậy, không biết giờ nha. Nói vậy nha, nữa là biết giấu rồi đi bạn. Rồi mời bạn nữ giới thiệu về mình đi. Dạ, đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào anh bên cạnh và chào quý vị khán giả. Tên đầy đủ của em là Nguyễn Thị Hương, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Em sinh ra thì tại Nghệ An á, nhưng mà không, nhưng mà sinh ra thì ngoài đó thôi, nhưng mà 2 tuổi là nhà em là vô Đồng Nai ở tới lớn luôn. Và bây giờ là em đang sống ở Đồng Nai luôn. Dạ đúng rồi. Đến thành phố Hồ Chí Minh tham gia chương trình thôi. Dạ. À rồi, mời bạn trai giới thiệu. Vâng ạ. Xin chào MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Quách Vững, đến từ Đồng Nai. Tên gì em? Họ Quách tên Vững gì ơi? Quách hả? Quách Quách gì? Quách Vững. Quách Vững có hai chữ thôi hả? Dạ đúng rồi. Quách Vững tên lạ nha. Quách Vững chà, Quách là tự Vững vàng đúng không? Dạ đúng rồi. Quách Vững, em làm nghề gì? Dạ hiện tại thì em đang là thu gom rác ấy. Ở đâu em làm việc, ở đâu em? Dạ ở Đồng Nai chị ơi. Đồng Nai luôn à? Dạ, tức là mấy công ty mình đi thu gom rác của một cái khu vực nào đó đúng không em? Dạ. Công ty thu gom hay là cá nhân? Dạ công ty anh ơi. À công ty. Dạ. Em làm cán bộ trong đó hả? Dạ hiện tại thì em làm bên kỹ sư môi trường. À kỹ sư môi trường. Dạ. Cái công việc chính của em là gì em? Dạ công việc chính hiện tại của em là điều hành hơn đó, tức là cụ thể hơn. Điều hành bên bên tổ xe. À tức là các bên bằng tổ xe đi thu gom rác. Dạ. Em là kỹ sư xử lý môi trường. Dạ đúng rồi. Vậy rồi, nói rồi. Em đi thu gom rác. Ta giới thiệu cái chữ kỹ sư đi, nghe nó sang trọng một xíu. Không, cái nghề này á, những cái người mà đi thu gom rác cũng là đáng trân trọng. Dạ. Làm đẹp cho đời, làm đẹp cho thành phố, làm đẹp cho xã hội mà. Rồi cái thời gian mình làm việc, những lúc mình rảnh rỗi thì mình làm gì anh Vững? Dạ thì bình thường thì các ngày thứ hai tới thứ bảy thì em đi làm, còn thường thường chủ nhật thì là ở nhà hoặc là đi vào đập thủy điện, đi ăn câu cá, đi cà phê bạn bè. Dạ. Vậy là cũng có thời gian đi thư giãn ha. Còn em gái, sở thích của em là gì? Em và chị thì ở dưới chỗ em thì cũng chẳng có nhiều khu du lịch để đi chơi, thì bình thường ngày nghỉ của em thì em ở nhà không à, chứ cũng không có đi làm. Điểm mạnh điểm yếu của em? Điểm mạnh á thì em thì chắc nấu ăn được. Nấu ăn được, còn mọi người thì không biết sao đó, chứ em là em nấu được á. Còn làm việc nhà giỏi lắm. Làm việc nấu nhà thì giỏi. Được, không biết ăn sao đúng không? Làm việc phụ nữ làm việc nhà giỏi là được rồi. Dạ. Có vậy. Còn điểm yếu? Điểm yếu thì nói chuyện đôi khi hay bị cầu, giống như là nói thiếu chủ vị vậy chị. Như ai hỏi gì trả lời luôn, cái không có dạ thưa, nhiều khi bị quên vậy đó. Dạ. Đó được rồi đó, dạ rồi đó. Cái đó thì rút kinh nghiệm được, không sao đâu. Dạ, cái này thì ba mẹ ở nhà cũng nhắc hoài à, từ từ sửa. Bạn trai, điểm mạnh điểm yếu? Dạ, em điểm mạnh đấy là tính tình thì là thẳng thắn, thật tha. Là làm việc thì dứt khoát. Còn lại điểm yếu của em thì nhiều lúc là hay quên.
là công việc hay nhiều khi cái lịch trình mà mình không có ghi chép lại thì là mình sẽ bị quên. Dạ. Cái đó không sao, cái đó thì từ từ là mình gọi là khắc phục được thôi, không có lo ha. Dạ. Em là quê đâu vậy Bửng? Dạ em quê ở Nghệ An. Nghệ An hả? Dạ. Là huyện nào? Em ở huyện Quỳnh Lưu anh ạ. Quỳnh Lưu. Dạ, quê dạ. Của Hồ Xuân Hương anh. Em vào lập nghiệp ở trong đây lâu chưa? Dạ em vào lập nghiệp ở đây là được 6 năm rồi. 6 năm rồi. Dạ. Vậy là sau bạn gái ha. Rồi về tình trường thì sao? Tình trường thì ngày trước thì có quen hai anh. Hai anh. Thì anh đầu tiên là thời còn sinh viên á, anh cũng ở ngoài Nghệ An luôn. Nhưng mà quen được có 1 năm thì em về trên nhà anh, về ngoài đó thì thôi. Còn anh thứ hai thì quen được 2 năm. Thì cũng xác định là đi đến hôn nhân rồi, hai bên gia đình đều nói chuyện hết rồi. Nhưng mà do tự nhiên có người thứ ba vô. Thứ ba là thứ ba vô bên ảnh hay vô bên em? Vô bên ảnh á, người thứ ba là người yêu cũ của ảnh luôn. Vô gì mà bớt nhân ác đức không biết nữa. Là coi chuẩn bị đến đám cưới luôn rồi vô rồi cái thôi. Ừ, vô cái thôi. Trời. Với lại cưới họ cũng lèn èn quá. Thấy cái kiểu mà cưới thì cưới dứt khoát luôn đi, cứ hiếu hứa hẹn hẹn đi thôi. Tại vì người ta chưa muốn đó, kiểu dạ. Người ta còn lèn èn, có người thứ ba nữa. Thôi chấm dứt, bớt đau khổ. Bây giờ nghe để nghe anh bên kia coi tình trường anh sao ha. Em trai em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình rồi anh. 2 mối tình. Vâng. Tức là trước kia học ngoài Hà Nội thì là có quen qua 2 mối tình. Mối tình cuối cùng thì là cũng kéo dài được 4 năm. Nhưng sau đến năm 2015 thì là bạn gái em được nhận suất học bổng đi du học bên Nhật đấy. Thì là qua bên đấy thì là cũng xa xôi cách trở, với lại trước lúc đi thì em cũng có vào nhà bạn gái. Tức là bên gia đình bạn gái thì có yêu cầu, tức là thứ nhất là em phải về quê lập nghiệp ở đấy. Thứ hai là em phải đi theo bạn qua bên kia. Vâng, nhưng mà cũng không may cho em, tức là năm đấy thì là mẹ em lâm bệnh nặng và qua đời. Nên là em nghĩ là mình sẽ phải ở lại. Mình không đi theo là dạ. Mối tình nó tan vỡ từ đó luôn. Dạ vâng, đúng rồi. Cũng tiếc quá ha, 4 năm trời mình cuối cùng lại phải như vậy. Bây giờ thôi mình bỏ qua những mối tình đi. Chúng ta bắt đầu đến với cái mối tình này, hy vọng nó sẽ là mối tình cuối cùng ha. Em rồi trai à. Định tìm một người yêu như thế nào? Vâng, em muốn tìm một người bạn đời với mình, tức là thiên về cái nét truyền thống. Truyền thống. Dạ vâng. Tức là một người biết lo lắng cho gia đình và chăm sóc con cái sau này. Đấy, tức là để cho một gia đình nó luôn hạnh phúc ấy. Bên đây bạn gái nói nhỏ với chị là em làm được, đúng không? Dạ. Mình cũng mẫu truyền thống. Phụ nữ thì ai cũng dạ. Làm được điều này hết trơn á. Anh nghĩ phụ nữ bất kỳ ai cũng quan tâm gia đình, chăm sóc gia đình được hết. Cái chuyện truyền thống này nó mông lung lắm, em nói rõ hơn. Cụ thể là truyền thống thế nào? Ví dụ đi ra đường không được mặc áo quần áo hở hang, không được nhuộm tóc, không được sơn móng tay móng chân, không được gì đó cụ dạ. Thể thì tức là cũng không có gò bó lắm, tức là theo cái nét truyền thống, tức là mình đi ra ngoài các thứ thì mình có thể là hòa nhập với cái xã hội bên ngoài. Vâng, nhưng mà mình cũng phải giữ lại một cái nét gì đấy riêng cho mình, đừng có em không thích, tức là người phụ nữ quá hiện đại. Không thích phụ nữ quá hiện đại. Vâng, quá hiện đại tức là theo cái phong cách thời trang cái mới nhất của xã hội đấy. Tức là ví dụ như là tóc mà có tức là nhuộm nó loè loẹt quá. Vâng. Được không? Có nhuộm là được không? Không, nhuộm thì vẫn được, nhưng mà loè loẹt quá thì là nói chung không. Là cũng vừa phải, đúng không? Loè loẹt là nhuộm 7 màu trên mấy là tóc nhưng mà chị thắc mắc bạn gái nè, em rất là em nhìn rất là xinh, rất là dễ thương. Từ cái đó tới nay là bao nhiêu năm, lý do tại sao em vẫn thế? Từ khi chia tay nó thì 3 năm, nhưng mà trong 3 năm đó thì cũng có quen một vài người, thì cũng có tự quen, thì cũng có người làm mai, nhưng mà thấy cái kiểu không có được á chị. Chị dừng ở cái mức là tìm hiểu thôi. Lý do em khó tính quá hay là như thế nào? Thì cũng có bạn bè em thì cũng nhận xét là em khó, bảo là kén quá. Kén? Dạ, nhưng mà khó thì cũng em cũng đâu thấy em khó gì đâu, tại vì theo cái cảm nhận đầu tiên của mình thôi, chứ mình cảm thấy mình không có hòa hợp được với người ta thì mình không quen thôi, chứ cũng không phải là khó. Còn cái thì cũng có cái anh thì anh quen em thì anh kêu là
nếu mà ở cái mức bạn bè thì cũng có làm bạn được, nhưng mà mức người yêu thì không, tại vì anh dành cho em dữ. Anh thấy dữ. Em dữ mà em có thấy em dữ không? Không, em hiền lắm chị ơi. Em hiền lắm. Bây giờ em muốn tìm người bạn trai như thế nào nè? Bạn trai của em thì đừng có gia trưởng quá, tức là không có khó tính quá trong các công việc, giống như là so đo tính toán hay là chi ly từng tí vậy đó chị, không có xét nét quá đó. Rồi không có bao giờ mà áp đặt cái suy nghĩ của mình vào cho người khác, không có để bụng, giống như là nhiều khi cái tính của em là hay bị nói chuyện hơi cọc một chút á, thì nói nhiều khi nói thẳng ra vậy đó, thì không có để bụng, tại vì nhiều người họ để bụng thì mình nói ý vậy nhưng mình không có gì, nhưng mà người ta lại nhận xét cái ý của mình nó khác đi. Vậy đó. Rồi phải biết quan tâm cho gia đình, ra ngoài xã hội thì phải được mọi người quý trọng, tức là đối xử với bạn bè tốt thì mình quen bạn trai thì cũng một phần là coi cái cách cư xử của bạn trai đối với bạn bè như thế nào, rồi gia đình họ như thế nào, thì ở ngoài xã hội là như vậy, về gia đình thì phải biết chăm sóc cho gia đình, về đến nhà là phải người đàn ông của gia đình, biết nấu ăn. Trời ơi, em đòi hỏi nhiều quá, hàng chi mà chữa tiền sắp được tới tối luôn quá. Bạn trai nghe xong rồi cảm giác như thế nào? Em có đủ đáp ứng nhu cầu bên đó yêu cầu không em? Dạ cũng được 70% nè. 70%. Dạ. Nhưng mà hồi nãy anh có nói là anh không có thích người phụ nữ gọi là quá hiện đại. Em thì em trong suy nghĩ của em là em thuộc phụ nữ tiếp của người của gia đình. Nhưng mà ý em là em có xăm một cái hình xăm nhỏ, anh có đâu. Chịu không? Đâu. Có xăm nhỏ đó em. Xăm cái gì để chị coi trước coi. Xăm chỗ nào? Mà tự nhiên em nói em truyền thống mà tự nhiên vậy chút xíu à. Xăm cái cổ mà có chút xíu như cái ngôi sao thôi. Nhưng mà lý do tại sao mà mình là người phụ nữ truyền thống mà mình lại xăm? Truyền thống nhưng mà cái đó cái sở thích của mình thì mình vẫn thích thôi. Đúng rồi. Nhưng mà xăm xong mình sau này mẹ không có thích, làm mẹ buồn quá thì cũng không muốn để nữa. Mà tự nhiên tại sao em đi xăm cái hình xăm này, động lực nào? Không có động lực gì hết á, tự nhiên rồi đó đi thì con bé làm chung với em á, nó mở cái hình lên nó thấy đẹp quá, nó kêu chị ơi chị đi đi, cái hai chị em rủ nhau đi. Nhưng mà tức là chị đến để hỏi thôi chứ chưa có ý định xăm, hỏi thì thấy mắc quá thì đi về. Nhưng mà cái bà chủ tiệm xăm bà kêu chứ hai đứa làm gì thì làm, chứ hai đứa là mở hàng đầu tiên cho cô đến mà không xăm rồi cửa hàng của cô ế đó. Hai chị em sợ quá xăm luôn. Trời đất ơi, sợ tao nói phong long đó. Sáng sớm thì sao đi, muốn đi hỏi thăm. Không, em đi khi 12 giờ á chị. Thì cái tiệm nó bị ế 12 giờ mà chưa có em bây giờ đó là cái chuyện xăm cái ngôi sao có sao không trai? Dạ em nghĩ là không sao. Sao đâu, chừng nào xăm cái đầu lâu nó có sao. Ngôi sao có tí xíu à. Rồi, em thấy là mẫu rồi đó. Mẫu người của bạn trai sao? Mẫu người bạn trai sao em nói em nghe coi sao. Em coi coi. Được không? Mẫu người bạn gái chứ anh. Sao? Mẫu người bạn gái thì cao khoảng 1m50 trở lên. 1m50. Rồi, được. Có. Không ai cao 1m40 đâu sợ. Thì vui vẻ, hòa đồng. Là biết quan tâm tới gia đình và biết đối nhân xử thế, tức là với anh em bạn bè đồng nghiệp hay là với mấy cái này người thân trong gia đình. Phụ nữ dư sức rồi, cái nào khó hơn cái gì có khó không thì ngoại hình về gì đó. Em chỉ thì cần thế thôi. Cần thế thôi hả? Vậy thì chắc chắn được rồi, anh biết chắc cô bên kia được đó. Bây giờ anh sẽ qua xem thử coi họp với đàn trai mình không nha. Hai bên đây. Bữa nay giờ nhìn qua cái hàng rào tôi có liền đó. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi ha. Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn. Không có mồng tơi, bông hồng. Không có mồng tơi, này hoa hồng. Hello trời ơi. Xinh quá. Xinh lắm em. Không có được đứng lên đâu nghe. Này ông Mai cho coi chứ. Dễ thương lắm. Vậy anh nghĩ truyền thống cũng được. Mà hiện đại cũng được. Xăm hình cũng được. Đâu có thấy đâu, anh nhìn có thấy gì đâu. Không thấy gì thấy. Đó. Xăm vậy nó mới bí ẩn, đúng nó mới rồi. Đẹp chứ ai tự nhiên ví dụ xăm cái ngôi sao ngay cái trán thì sống được. Hai con gái ha, em có hay ghen không? Ghen thì cũng có nhưng mà tùy thôi, ghen quá thì không có được. Đúng rồi, phải tùy theo ha. Ghen phải đúng. Nhưng mà em có đồng ý về Nghệ An làm dâu không? Xa quá. Xa quá hả? Xa quá. Xa quá. Xa hơn. Dạ, hiện tại thì là em tính là lập nghiệp trong này. Đó, lập nghiệp ở đây rồi.
chừng tháng về một lần được không? Dạ được, tại vì quê nhà em cũng ngoài Nghệ An mà. Quê Nghệ An, vô dạ. Đây từ nhỏ. Nhưng mà giờ ai ngoài đó? Dạ có cô dì chú bác ở ngoài á. Ồ hay quá, huyện nào? Dạ huyện Minh Thành. Hả? Minh Thành. Minh Thành. Yên Thành. Yên Thành. Yên Thành xa hơn Quỳnh Lưu. Ha. Dạ. Lưu xong mới tới Yên Thành. Rồi được rồi đó, anh thấy ổn đó. Dạ. Cho em nói thêm về bạn trai. Nói đi em. Tức là em thích bạn trai phải sống giản dị nha, không có đua đòi, sống giản dị như anh Vì Linh vậy đó. Như anh hả? Kỹ sư không mà. Có không có trau chuốt vẻ bề ngoài quá. Kỹ sư hút rác mà trau chuốt bề ngoài chi? Đâu biết được đâu chị. Nhưng mà anh mặc thì phải có gu, giống như là tùy hoàn cảnh đi tiệc đi đồ đi chơi thì nếu tức là phải có đúng gu anh rồi, mặc đi đó. Chơi phải bận đồ khác, dạ. Đi hút rác là bận đồ khác. Anh đi chơi cũng như đi hút rác. Cũng như nhau luôn. Miễn sao thoải mái được rồi. Dạ. Hả? Còn gì nữa không? Có cái gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Nói cho ông Mai nghe luôn. Ở nhà nghỉ nhiều nên em không nhớ. Ở nhà nghỉ nhiều quá mà lên đây bên quên nè. Trời ơi thôi một lát gặp ảnh rồi nói chuyện với ảnh luôn. Để tôi qua tôi coi cho. Dạ, ở nhà nghỉ như nhiều lắm. Em trai. Dạ. Đó, quên rồi. Đơn giản thôi. Ngoại hình. Ngoại hình hả? Ngoại hình đi. Mắt mũi miệng chiều cao cân nặng. Không có bị hô không bị hói là được rồi. Còn cao thì cao hơn em đi, để sau này đẻ con ra thì cũng cao. Hay quá, biết canh ông Mai về mới dám nói đừng hô đừng hói. Ông đứng đây mà nói là ông giận luôn. Tôi dị ứng cái chữ hói lắm ấy nha. Dạ kỹ sư. Đâu có hói đâu. Dạ. Có đồ chơi ha. Thôi để vậy cho nó bí mật. Dạ. Em. Dạ. Em làm công việc đó lâu chưa? Dạ thì em làm hiện tại đã được năm thứ sáu rồi chị ạ. À sống ở đó giờ mình đang sống với ai em? Trước thì là em sống với lại anh trai, anh chị. Nhưng mà sau này thì em chuyển ra, em mới chuyển ra ở ngoài. Rồi kế hoạch lập gia đình mình sao? Nếu được thì chừng nào mình tiến tới hôn nhân? Kế hoạch thì là thứ nhất là sẽ nghe theo phía bạn gái, đi bạn gái. Vâng. Nhưng mà còn lại với em thì là em đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Và sẵn sàng là cái gì? Dạ. Tức là lúa thóc hay gì, tiền. À tiền, rồi tiền. Có lúa rồi nhà đó. Nhà cửa sao em? Nhà cửa thì hiện tại thì em mua đất ở dưới kia rồi, còn lại thì nhà thì chưa có. Có đất là được rồi. Có đất là có nhà, yên tâm. Thì nếu mà tiến tới hôn nhân thì là hai đứa cứ ở trọ cái đã. Rồi sao không xây nhà trên đất ở luôn đi? Tức là mình để góp vốn cho đây rồi mình xây luôn. Tại vì em cũng mới mua trong năm nay cho nên bây giờ xoay vòng lại thì không có kịp. À rồi dạ. Nhưng mà có miếng đất thì cũng yên tâm có rồi. Có đất rồi, rộng dạ. Không em? Ngang mấy dài mấy? Dạ 5x34 anh. Trời ơi, 5x34 quá. 5x34 là hơi bị ngon rồi đó. Nhà anh có 4x15 rồi đó. Xây ngắn ngắn thôi để em miếng đất rồi trồng rau, trồng đồ ha, rau ngon sạch ăn. 34 dài ngon nhưng rồi. Nhưng mà nó nghe nè, em có ghen lắm không? Bạn gái hơi đẹp à? Nói chung thì người mình yêu thì lúc nào mình cũng mong muốn tức là tất cả là thuộc về mình. Nhưng mà ghen quá thì không được. Làm gì đấy, lúc làm thì ta luôn nghĩ về nhau ra được. Thấy quen bạn gái phải cố gắng trao chuốt, diện diện chút nha. Cái gì nó anh Linh tước mấy bộ đồ dí đồ vô. Anh đồ dí anh cũng như đồ bình thường á. Thì đó, nè, bạn gái thì hơi xinh nên nhiều khi ra đường đi ăn tiệc đồ là phải hoành tráng lên chút xíu. Đà. Rồi chủ yếu có lúa là được rồi. Dạ. Nha. Rồi. Nhưng mà chị thấy là tân trang lên chút nữa đi làm vậy là lịch sự rồi đó. Đà. Rồi đi chơi làm cho gì nó lấp lánh chút xíu nữa. Dạ. Bây giờ á. Ngon à, ngon á nha. Được á. Bây giờ hai bên đều xong công hết rồi. Ha. À. Mình hỏi ý kiến người nhà, sau đó mình hát câu giao lưu lấy tình cảm trước khi gặp mặt nhau được không? Dạ được anh. Rồi hỏi ý kiến người nhà cái đi, em đi với ai? Vâng thì trước khi giới thiệu người nhà thì là nhân tiện chương trình em cũng muốn tức là gửi lời cảm ơn tới các biên tập viên của chương trình đã sắp xếp em có buổi gặp ngày hôm nay và gửi lời cảm ơn tới giám đốc công ty hữu hạn trách nhiệm một thành viên Thanh Tùng 2 tức là đã tạo mọi điều kiện cho các anh em bên các phòng ban và để tham gia cổ vũ cho em. Có cả phòng ban đi luôn đó hả? Dạ. Quá dữ ta. Rồi, về phía quản lý thì có anh Thanh đại diện bên chủ tịch công đoàn. Thì về phía gia đình thì cũng anh Thành luôn là anh trai. Đội nhà trai đâu đưa tay lên coi. Ồ, quá đông quá đông. Rồi xin mời đại diện ơi. Xin chào đại diện bên đàn trai. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Trường ơi.
Rồi, chào anh. Anh thấy sao? Tình hình bên đàn gái được không? Hôm nay anh thấy cuộc gặp gỡ như thế nào? Cô bạn gái này sao? À, theo cá nhân anh thấy thì cô bạn rất là xinh xắn. Anh nói thì lễ phép. Còn chuyện em, hai em đến với nhau, tìm hiểu nhau thì hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau cho nhiều hơn, kỹ hơn để tiến đến hôn nhân. Anh vẫn như là có cái tật xấu nào nãy giờ anh giấu anh chưa kể không anh? À, vẫn thì là một người tự lập từ nhỏ. Từ lúc lớp 6 là vẫn đã tự lập rồi. Và hiện tại đến bây giờ hoàn toàn tự lập, không dựa vào bất cứ ai và kể cả gia đình. Dạ, vậy là quá tốt rồi ha. Dạ, cảm ơn anh. Em gái này mình đi với ai? Dạ, em đi với dì với lại bạn. Đi với dì, à, cho chị gặp dì em với bạn. Dạ, chào dì. Chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường. Cho em xin nói về Hương, cháu Hương của em. Dạ. Cháu Hương thì nói chung là hiền. Nhưng mà có một điều mà hồi nãy Hương chưa nói, đó là cái gì mà không ưng á, thì thể hiện luôn, không có, nói chung là tính hơi khó một chút, tính Hương khó, tại vì tìm hiểu bạn trai nhiều khi phải mềm mỏng hơn một chút theo đánh giá của dì thì như vậy. Còn xin hỏi bạn trai bên này thì bạn trai có gia trưởng ạ? Dạ không gì ạ. Nếu mà không gia trưởng thì nói chung là mình đến đây là một cái duyên của chương trình tạo điều kiện cho mọi người chúng ta đều gặp nhau rồi. Nhưng mà cái phần chính kiến đó thì bạn là cháu Hương và bạn trai bên này. Nói chung là dì chỉ góp ý lại thôi. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn dì. Bây giờ Vũ hát một bài hát nào đó, một đoạn nào đó để tặng nàng gái đi lấy tình cảm trước khi mình gặp mặt nhau cái nào. Dạ. Em xin được hát bài Chờ Đông. Chờ Đông. Rồi, hát to lên. Em ơi, có phải ngoài trời đang mưa? Em ơi, có phải trời đã sang đông? Mùa đông giá băng anh đang chờ, mùa đông ái ân anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ô hai mắt tình chợt buồn hay sao, khi anh đã nguyện một đời yêu em. Dù cho nét môi son phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi phai. Hay quá, rất là ngọt ngào. Bên đàn gái có đáp lại bài nào không? Dạ không. Không, dạ không. Có phải không? Bây giờ chúng ta chuẩn bị gặp mặt nhau nha. Hôm nay mình sẽ mở cái cửa rào này cho hai nhà về chung một nhà. Kéo. Đó. Nào, hai bạn gặp nhau đi. Thì nhận được lịch quay chương trình thì anh cũng có tới tiệm và đặt cho em một bó hoa tặng em nhân ngày đầu gặp mặt. Dạ, cảm ơn. Rồi, rồi, đây là cơ duyên lần đầu tiên hai bạn gặp nhau đó. Dạ. Các bạn cứ thoải mái, chúng ta có không gian coi như không gian riêng của các bạn. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Dạ, anh cho em hỏi là năm nay em bao nhiêu tuổi, tại nãy em không có nghe anh giới thiệu tuổi. Đúng rồi, anh cũng tính hỏi lại em, tại vì lúc nãy mới vào thì anh cũng chưa nghe được cái tên và cái nghề nghiệp của em. Anh tên là Vững, sinh năm 88. 88. Năm nay là 30. 30, hợp tuổi với em. Em tên gì nhỉ? Dạ em tên Hương.
Hiện tại dạ, em đang làm bên chuyên viên tư vấn tài chính tín dụng về các mặt hàng trả góp và cho vay tiêu dùng anh. À, dạ. Làm ở Đồng Nai, Định Quán, nhà em ở trên Định Quán luôn. Dạ. Thì hồi nãy như anh nói là nếu mà tìm hiểu được á, ví dụ như mà mình có tìm hiểu được thì khoảng bao lâu là anh cưới, trong năm nay là anh cưới được chưa? Được ạ. Được hả? Tại vì mẹ em cũng hối em cưới lắm rồi. Cái chương trình này mẹ cũng bảo em đăng ký nhiều lần rồi mà em thấy ngại quá, em không dám đăng ký. À. Nhưng mà do giờ thời gian này mẹ cũng bệnh á, nên muốn làm mẹ vui lòng thì em cũng đăng ký luôn. À. Thì nếu mà được thì năm nay cưới em thấy cũng được. Không phải 2 năm nữa mới cưới. Tại em coi tuổi. Dạ. Em là sinh năm bao nhiêu nhỉ? Dạ em sinh năm tuổi đúng thì là 92, nhưng mà trên giấy tờ thì là 91, nên bảo 88 thì hợp tuổi với em. À, cũng xem tuổi. Bói còn nói gì nữa không em? Nói luôn dành đi. Dạ tại hồi trước cũng một thời gian đi nghiện coi bói nên cũng hơi kén đó. À. Dạ. Là anh ở Nghệ An thì bói nói cũng không được quen người cùng quê. Hả? Nên cứ lựa mấy người nào khác vậy? Quê không. Bữa nay coi lại rồi, nay coi lại nha. Nay coi lại là cùng quê cũng lấy dạ, được. Dạ, dạ. Đổi phong thủy rồi vậy đó. Giờ để em tin anh Quyền Linh vậy. Quê em là ở Yên Thành, em về Yên Thành lần nào chưa? Dạ, cũng có về mấy lần. À, dạ. Ở ngoài đó giờ còn cô với chú, còn ba với mẹ ở trong này. Ở trong này có hai chú ở trong này. À. Ở ngoài quê thì còn một chú với một cô, còn họ hàng cũng nhiều lắm anh. Rồi. Dạ. Yên Thành thì lại gần, nhưng anh em Yên Thành thì trong công ty cũng rất nhiều. Mình vô, chuyện tình yêu đi. Vô chuyện tình yêu đi. Vô chuyện. Mình hẹn hò sao? Bây giờ lần đầu tiên mình cảm nhận về nhau thế nào các bạn? Không... Anh thấy thì em có mái tóc và nụ cười rất đẹp. Dạ em cảm ơn. Da trắng. Nói chung là đẹp ngoài sức tưởng tượng của anh. Dạ. Cho em hỏi hiện tại là anh ở Đồng Nai mà anh ở khu vực nào? Anh thì hiện tại là đang ở Bình Cửu, Đồng Nai. Ở và làm việc ở đó luôn. Dạ. Không biết. Ngã ba Trị An em biết không? Dạ không. Không biết. Thế thì dạ, chắc là em biết thành phố bên ngoài. Nhưng mà từ đó lên nhà em chắc cũng gần nhỉ. Em lên Đình Quán đó. Dạ. Thì, cũng gần. Dạ thì nếu mà mình chọn đi thì có cơ hội thì em mời anh lên nhà em chơi nha, lên cho biết nhà. Rồi. Em cảm nhận anh ấy thế nào? Thì không biết nữa. Gì không? Không, anh không hỏi. Nói chung là nhìn ảnh cũng có duyên, nhưng mà hơi ốm thôi, nhưng mà chắc về nuôi mập được. Đúng rồi, phụ nữ khác tay nuôi là mập thôi. Đúng rồi, thì phải có người vợ nuôi ăn uống đầy đủ thì nó mập lên ha. Dạ. Rồi sao sau này nếu mà được á, tiến tới hôn nhân rồi chuyện tiền bạc con cái thì sao? Nói thử như có trúng cái phong thủy của cô bói không? Không biết nè chị ơi, chị hỏi ảnh đi em, bây giờ lấy nhau về tiền bạc ai quản lý, con cái anh muốn sanh là mấy đứa làm sao, hỏi ảnh đi. Tiền bạc thì anh muốn ai giữ, nhưng mà em vẫn muốn em giữ hơn. Rồi hỏi rồi. Tự hỏi tự trả lời luôn. Không thì đàn ông làm nhà, đàn bà làm cửa. Yeah. Nói chung là công việc ra ngoài thì là người đàn ông gánh vác, còn lại tiền nong thì về giao người vợ. Và chi tiêu như nào đó cho hợp lý trong gia đình thì là người vợ tự nắm bắt và thu chi. Yeah. Đấy. Thì anh thì cũng không thích giữ tiền, tại vì tiền nằm trong ví anh thì nó cũng không nóng. Yeah. Vậy ví dụ như mà về em quản lý tiền bạc nó hơi chặt một chút, anh có khó chịu không? Là sao em? Là giống như là nhiều khi em thấy anh mua đồ nó phung phí quá, em nói á, ý là em nói đến thì anh lại bảo em, anh có nghĩ là em càm ràm không, em có khó chịu trong chi tiêu không á? Mua như những mà mua cái đồ đạc gì mà để cho sắm sửa cho gia đình ấy, thì là mình hỏi ý kiến vợ chứ. Dạ. Đó. Còn lại là những cái đồ nhỏ nhỏ như cá nhân thì mình từ cái đấy không quan trọng. Dạ. Với lại anh có nóng tính không? Tính anh thì nói chung là rất hiền, nhưng mà có đôi lúc cũng nóng. Nóng mà anh có bao giờ anh đánh không? Không. Nóng là nói chung là anh ngủ à. Yeah. Không, không có không có hay đập đồ đập đè, giống như là nóng tính lên là hay ném đồ vậy không, đó không ngủ được còn đồ ném gì nữa đồ đạc thì không phải hỏi cho chắc chứ anh, đây là một trong những cái tính cách mà đàn ông phải học nè. Yeah. Nóng tính là ngủ hay. Nóng lên là ngủ mà sao ngủ được hay ta, nóng mà ngủ được hay á. Bây giờ ảnh đang còn lo cái tiền ảnh đưa hết cho em giữ rồi đó. Yeah. Nhưng mà thí dụ như bây giờ ảnh làm lương được 10 phần thì em đưa lại cho ảnh bao nhiêu phần để ảnh tự do chi tiêu cá nhân? Đưa 2 phần thôi. Hai phần đủ không em? Đủ chứ chị, thì tiền ăn sáng rồi tiền cà phê, rồi bữa nào ảnh có hẹn đó thì mình đưa tiền cho ảnh dư chốt để ảnh giống như là anh có thể chi trả cái các bữa hẹn đó.
đúng không? Nói chung là thì vợ cho bao nhiêu thì xài bấy nhiêu. Trời ơi, sao cái cặp này nó giống như là từ kiếp trước có hẹn nhau vậy, không biết. Giờ nói vậy nha, nữa là biết. Giấu quỷ đen quỷ đỏ nữa. Rồi thôi giờ cũng nói vậy đó mà giờ anh thầm đó. Ý là anh làm bên như vậy chắc em nghĩ chắc anh cũng hay đi giao tiếp nhiều nhà, kiểu như hay đi nhậu cuối tuần với các đồng nghiệp á. Thì ý là anh uống được nhiều. Thì cái công ty anh làm thì nó hiện tại là thu gom ở 6 tỉnh bên Đông Nam Bộ. Dạ. Mà anh thì đảm nhận bên việc là quản lý đội xe, thì là cũng hay đi ra ngoài, đi tới các công ty để mà làm việc với đối tác khách hàng. Yeah. Về nhà thì nói chung anh em bên đội xe, đội xe thì về anh em quản lý thì cũng hay, tức là có nhậu nhẹt với nhau. Yeah. À. Nhậu nhưng mà đừng có lầy là được. Đừng à không, lầy anh không lầy. Đừng có nói nhiều. Nhậu vô anh thức, mà nóng thì anh ngủ. Thế là nhậu cũng được nhưng mà biết kiềm chế bản thân. Chứ đừng nhậu xịn xong rồi về nhà nói nhiều quá đi, hay là nóng tính lên thì cái đó thì em sợ. Với lại nếu nhậu được thì về cho nhậu với ba. Trời ơi. Tại nhà em cũng mở quán nhậu á. Ở nhà mở quán nhậu à. Thì về nhậu với ba hả? Ta có ý rồi đó. Anh thích giờ đi câu cá hả? Câu cá thì hợp với chú em. Chú em rảnh là chú em cũng hay đi câu lắm. Thế có dịp thì anh sẽ đưa em lên Hồ Trị An. Đi câu cá. Nãy giờ nghe nhậu với ba, câu cá với chú, còn lúc nào là lúc đi chơi với em? Thì lúc nào cũng được, thì đi chơi với em xong về nhậu với ba rồi đi câu cá với chú. Em dành thời gian nào? Em thì thời gian của em là công việc của em hầu như là làm suốt tuần, không có được nghỉ cuối tuần. Cuối tuần giống như là có việc gì thì mới xin phép nghỉ thôi, còn bình thường là em hay nghỉ những ngày giữa tuần. À. Dạ. Chủ nhật cũng không được nghỉ. Dạ không, công việc của em giống như là bên ngành sale vậy đó, nên là những ngày cuối tuần là những ngày nhiều khách đó, nên không có hay nghỉ. Thế thì mình có thể gặp nhau tức là vào buổi đêm. Hả? Đêm mấy giờ? tức là sau giờ làm đấy anh. Từ từ chỗ Bình Kiều mà lên đến chạy. Nhà em ở xa luôn. Anh nghĩ là chạy lên đấy tầm 45 phút. 45 phút mà anh đi chơi với em chắc anh phải ở lại luôn chứ anh đâu có về được đâu. Ở lại được. Đường nguy hiểm lắm. Vô rồi. Thôi bây giờ không nói nhiều nữa. Bây giờ bạn trai có một cái món quà định vẽ. Ồ dạ. Cho trời ơi, tặng đi. Cô gái. Tặng lấy điểm đi. Anh thì nói chung là lâu rồi cũng không cầm, nhưng mà hôm nay thì cũng nói chung xấu nhưng mà cũng thể hiện một tí để tặng em coi như là món quà từ tay anh ấy. Rồi, vẽ đi em. Vẽ chữ tiền cũng thích lắm á. Vẽ tiền em đặt lên trên này được. Đâu, đặt ở đâu? Rồi, cứ vẽ đi. Nào. Hơi run không biết. Nhanh đi đó, có một phút thôi đó. Dạ dạ. Em vẽ mà quá một phút là anh dừng lại, tới chữ nào hay chữ đó đó. Thời gian có hạn. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Quá. Thư pháp người ta cần thư giãn anh. Thư pháp giãn anh căng thẳng quá. Xấu gì vẽ đi. Ông ta muốn vẽ, như tối về vẽ cổ không tin, cô tưởng đâu là nhờ ông thầy thư pháp vẽ. Rồi ông lên đây vẽ người ta mới tin mình là ông thầy đồ. Vẽ sẵn ở nhà cũng được. Người ta không tin. Quay phim để gửi lại. Chữ gì đây? Chắc chữ ngủ quá. Hả? Chữ N rồi đó. Ngủ. N là chữ nhậu đó. Thấy chưa? Chữ H kìa. N H A nhớ nhậu đó mà nhậu có chữ nhớ chữ nhậu sao nè, tổng kết là nhớ nhậu. Nhớ vậy nha.
Thôi hết thời gian rồi đó, tặng gì đi, qua mình tặng nguyên cái chữ đó xong mình nói gì nói đi em. Cái này anh viết vội cho nên nó cũng không được đẹp lắm, nhưng mà hôm nay gặp nhau thì anh ghi chữ này tặng em, tức là có ý nghĩa, tức là mình có duyên gặp mặt ngày hôm nay thì hy vọng sau này từ ngày hôm nay thì mình sẽ luôn nhớ về nhau. Tặng em. Cảm ơn. Rồi cho cái chỗ ngồi đi em. Rồi em cảm nhận về món quà của ảnh như thế nào? Ngồi đi em. Sao? Chưa khô nữa nha. Dạ. Đẹp không? Đẹp. Thôi bây giờ tặng quà cũng rồi, tâm sự hết rồi, bây giờ đến thời gian bấm nút. Trước khi bấm nút thì em gái có còn muốn nói gì nữa không? Không chị. Bạn trai có muốn nói gì với bạn gái không trước khi quyết định? Một lời. Thì mình lên đây tức là có duyên, tức là gặp mặt hôm nay rồi, tức là từ lúc đêm anh từ 2 giờ sáng là chưa ngủ ấy. Bây giờ thì gặp được em anh rất vui. Anh hy vọng là hai đứa mình sẽ tiến tới có cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ. Và dành cho nhau thời gian nhiều hơn. Rồi, hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm nha bạn. Rồi, xích lùi xích xác vô ghế. Đây, bên đây nè. Đây, rồi. Hơi khó chút nha. Dạ. Rồi, bây giờ thì chúng ta đã đặt tay vào nút bấm. Hãy đưa ra sự quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Suy nghĩ thật kỹ nhé. Bấm nút là đồng ý hẹn hò, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. 1 2 3 Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Bây giờ chính thức từ giây phút này trong chương trình Bạn Có Hẹn Hò, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, người thân của các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Từ đây chúng ta có thể phát triển cái mối quan hệ này sẽ tiến xa hơn nữa nha. Đó là chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 để chiến thắng gửi tặng các bạn. Chúc các bạn sẽ có một không gian thật là lãng mạn để yêu nhau nhiều hơn. Bây giờ thì không thể thiếu cái nụ hôn đầu tiên ha. Nhanh lên, chị đã nào, bạn trai nắm tay sao buông ra rồi. Ôm đi bạn. Đây là quy định gọi là truyền thống của bạn muốn hò rồi. Bất kỳ ai mà không mà. Để tặng hai bạn, đây là một phiếu quà tặng trị giá 1 triệu đồng đến từ thương hiệu thời trang cao cấp Double KX. Couple TX. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là một chiếc TV Max TV UVC đỉnh cao công nghệ Max TV sẽ gửi tặng cho các bạn. TV này là điều khiển bằng giọng nói ha. À. Ôi, em ơi. À, xin lỗi. Em ơi, cái TV là tặng khi đám cưới hay là tặng luôn? À, rồi. Đây là một chiếc TV UVC đỉnh cao công nghệ Max TV điều khiển bằng giọng nói. Một TV này sẽ nằm trong ngôi nhà các bạn nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng hiệu Senton. Rất là nhiều quà luôn. Lát đứng đây đợi nha em. Cầm cho. Máy nước nóng hiệu Atlantic với tổng trị giá 7 triệu đồng gửi tặng hai bạn. Rồi, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có tình yêu nè, có thời gian hẹn hò với nhau và có những phần quà của chương trình. Chúc các bạn hạnh phúc và mau tiến tới hôn nhân nha. Cảm ơn. 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 Cố gắng hôn cho hết nha. Rồi, hôn cái đó đi. Cái này để tôi. Rồi, đi thôi. Tìm hiểu nhau, đi hướng đó. Vẫn nắm tay nhau, cho dù có bao nhiêu quà, có bao nhiêu tiền, vẫn nắm tay nhau nha các bạn.
tìm cách sao nắm tay không được thì nắm chân. Đó, rồi rồi, cảm ơn hai em.